Chiều nay ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đến dự. Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Theo đó, 9 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh Bến Tre đạt 9,95%, đứng thứ tư trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long sau thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long. Tỉnh có 5 trên 25 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, 6 chỉ tiêu sắp xỉ đạt, 2 chỉ tiêu đạt trên 80%, 4 chỉ tiêu đạt trên 70%, 2 chỉ tiêu đạt trên 60%, 3 chỉ tiêu còn lại đạt dưới 60%. Riêng 3 chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo sẽ được thống kê đánh giá vào cuối năm. Tại buổi họp mặt, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre đã tham luận về chương trình hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, các hội, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân đã chia sẻ về những cơ chế chính sách liên quan đến doanh nghiệp, cũng như đề xuất phương hướng hợp tác liên kết nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ phát triển và hội nhập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của các doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cũng như chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp doanh nhân, đặc biệt là sau tác động của đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp cần nắm đầy đủ thông tin về định hướng phát triển của tỉnh để có chiến lược phát triển phù hợp, ủng hộ định hướng phát triển của tỉnh, tham gia ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Mong rằng cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà sẽ vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2022.